Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 10 tại thành phố Đồng Hới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn. Cùng làm việc có lãnh đạo một số bộ, ban ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh. Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm ân cần của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trung ương đến chính quyền, đồng bào, chiến sĩ các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những gia đình có cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ, người bị thiệt mạng do thiên tai lũ lụt gây ra. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trong công tác triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đợt thiên tai cũng thấy được tinh thần tương thân tương ái của đồng bào nhân dân ta đã chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong gần một tháng qua, tại 6 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã chịu ảnh hưởng trực tiếp 3 cơn bão số 5, 6, 7 và 2 đợt áp thấp nhiệt đới gây ra 2 đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa phổ biến trên 1.000mm. Lũ lớn, đặc biệt lớn xuất hiện trên 16 tuyến sông trong khu vực, gây ngập lụt trên phạm vi rộng, làm gần 317.600 hộ trên 1,2 triệu người tại 427 xã thuộc 6 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Cùng với đó, trên tuyến núi cũng đã xảy ra 268 điểm sạt lở, trong đó có một số địa điểm sạt lở nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, các địa phương miền Trung đã huy động tổng lực triển khai đồng bộ các biện pháp với tinh thần trách nhiệm cao, nên đã hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã báo cáo tình hình mưa lũ và những thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay khi lũ bắt đầu rút, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân vùng ngập lụt, vùng bị chia cắt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà bị ngập trên 1 mét, số tiền 1 triệu đồng một hộ. Hiện nay, tỉnh chủ trong việc xử lý vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh và tiếp tục cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân, đồng thời tăng cường xử lý vệ sinh môi trường hệ thống các trường học, trạm y tế để nhanh chóng đưa học sinh trở lại trường, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp cho Quảng Bình 2.500 tấn gạo và các loại nhu yếu phẩm để kịp thời cấp phát cho nhân dân. Lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại rất nặng nề, vì thế tỉnh rất cần chính phủ hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất, xử lý vệ sinh môi trường. Trước mắt, tỉnh cần có 200 tỷ đồng để gia cố khẩn cấp sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là một đợt lũ lụt lịch sử, nhưng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện nên đã giảm được thiệt hại. Đảng, Nhà nước biểu dương chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong thiên tai. Qua đợt bão lũ này, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Trong điều kiện thiên tai ngày càng khắc nghiệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp, nhân dân về sự tác động của thiên tai, trong đó nâng cao nhận thức của người dân về thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện năng lực dự báo thiên tai, đặc biệt là cần tăng cường công nghệ dự báo về thiên tai, thực hiện nghiêm túc các nội dung về giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bây giờ cái việc rất trực tiếp đó là chúng ta phải nhanh chóng để đảm bảo cuộc sống bình thường của nhân dân các tỉnh miền Trung trong vùng lũ lụt. Và đi liền đó là đảm bảo sinh kế cho người dân, nông dân của chúng ta, nhất là thời vụ cập kề, các loại giống má phải được cấp sớm để xử lý vấn đề đời sống người dân, chứ không phải lo trước mắt đâu, không chứ phải lo lâu dài cái vụ sắp tới đây.
vụ đông xuân này phải làm cái gì để người dân có thể sống được. Các tỉnh ủy phải vận động các hệ thống chính trị và người dân, cán bộ công nhân viên với tinh thần tự cường, tự cứu, quy động các đơn vị có chức năng. Trong đó bao gồm đặc biệt lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân. Cho nên, nói một cách tổng quát nhất là các bộ ngành trung ương, kể cả công an, quân đội, các bộ có chức năng, có trách nhiệm cụ thể để hỗ trợ cho vùng lũ. Từ giống má cho đến cung cấp điện lực, bổ sung kinh phí, bổ sung thuốc men, tăng cường lực lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt là không được để thiếu gạo, thiếu nước uống cho người dân. Một tinh thần là không được để người dân thiếu đói, dịch bệnh, không được để người dân màn trời chiếu đất và trẻ em sớm đến trường học. Tinh thần ấy vẫn được khẳng định của Thủ tướng đối với tất cả các tỉnh ủy, ủy ban dân. Cần phải rút kinh nghiệm theo đợt lũ này những thứ gì? Không có hỏi đặt ra. Ví dụ như là phát triển thủy điện theo quy hoạch và an toàn tốt hơn nữa, hạn chế hoặc không phát triển thủy điện nhỏ nữa. Trồng rừng tiếp tục mạnh mẽ hơn với các loại cây có bộ rễ, bấm sâu, gỗ lớn. Và đặc biệt, như tỉnh Quảng Bình cũng đang làm, tôi biết các tỉnh khác cũng làm. Đó là ứng dụng công nghệ. Ngoài cái công nghệ đối phó với sạt lở đất ra, thì điện thoại thông minh, thông tin đến người dân kịp thời hơn. Sẽ phổ biến những cái mực nước, định hướng, những cái gió bão hay là lũ lụt trong từng thời điểm để người dân lo. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu sửa Nghị định 64 và Nghị định 136 về một số điểm còn bất hợp lý để tạo thuận lợi cho các nhà tài trợ, cho những cái điều kiện cụ thể, nhưng mà lại phải quản lý các nguồn tài trợ công khai, minh bạch, nhân văn và tạo điều kiện cho công tác quản lý tốt hơn, kịp thời hơn. Trước mắt là tôi yêu cầu các cấp các ngành tạo điều kiện cho các nhà tài trợ trực tiếp đến trên cơ sở thảo luận với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp nhận các nguồn lực của các tổ chức, các nhà hảo tâm để đến nhân dân tốt nhất. Một vấn đề lớn nữa là chúng ta lo bão số 8 và mưa có thể xảy ra, và đặc biệt là bão số 9 cũng có khả năng đe dọa chúng ta. Các địa phương, các cấp các ngành đều sẵn sàng các phương án để hỗ trợ cho các địa phương, cho người dân của chúng ta chủ động hơn, trước hết bảo vệ tính mạng tài sản người dân tốt hơn, không để thiệt hại nhiều hơn nữa trong cái mùa mưa bão này. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu bên cạnh việc tập trung khôi phục thiệt hại do thiên tai, các địa phương cũng cần cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế của đất nước. Trước đó, trong sáng nay 24 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi động viên tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Quảng Ninh. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Quảng Bình có cả đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Thăm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường mầm non Hiền Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khó khăn mất mát mà cán bộ giáo viên và nhân dân đang phải đối mặt do mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ đã động viên lực lượng chức năng làm công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời đề nghị các lực lượng đang trực tiếp vệ sinh trường lớp giúp nhà trường sớm khôi phục việc dạy và học. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ nhà trường. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đến thăm thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh là một trong những vùng ngập nặng nhất tỉnh Quảng Bình. Thăm động viên nhân dân đang tập trung vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng khẳng định, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Thủ tướng và các phó thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo quân khu 4, các bộ ngành địa phương, chỉ đạo khắc phục, động viên thăm hỏi nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã thăm hỏi, tặng quà động viên những người cao tuổi và tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Mong bà con khắc phục khó khăn, rồi đảng, nhà nước, quân đội, lực lượng công an sẽ hỗ trợ giúp đỡ để mà sớm phục hồi cơ sở vật chất để bà con trở lại. Nhưng mà người Quảng Bình chúng ta
là người kiên cường, anh hùng, phải cố gắng vươn lên khó khăn để khắc phục trong cái bối cảnh mà thiên tai nó nặng nề thế này. Mong rằng bà con đoàn kết, cố gắng, quyết tâm để trở lại cuộc sống bình thường. Sáng nay ngày 24 tháng 10, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Quảng Bình có 36 trên 49 trường học bị ngập sâu, một số phòng học, phòng chức năng và hệ thống tường rào bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại của ngành giáo dục huyện trên 40 tỷ đồng. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã được ngành giáo dục huyện triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, các trường học ở xã Hàm Ninh và Tân Ninh vẫn còn nhiều khó khăn do nước chưa rút hẳn, bùn đất còn ngổn ngang. Không chỉ riêng huyện Quảng Ninh, trận mưa lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục ở các địa phương khác trong toàn tỉnh. Nhiều trường học bị hư hỏng, 3 học sinh bị đuổi nước. Toàn ngành có 334 trường với khoảng 3.000 phòng học và phòng chức năng bị ngập nước. Cơ sở vật chất, sách vở, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho học sinh bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 370 tỷ đồng. Chia sẻ trước những thiệt hại cũng như khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả của huyện Quảng Ninh cũng như ngành giáo dục Quảng Bình trước ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Bộ trưởng đã ân cần thăm hỏi động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ Quảng Bình, cũng như ghi nhận sự đồng hành, giúp sức của lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên trong công tác khắc phục dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Bộ trưởng cũng lưu ý ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình cần nỗ lực hơn nữa, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, huy động lực lượng tham gia với tinh thần, nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục đến đó. Đảm bảo vệ sinh khuôn viên trường lớp sạch sẽ, an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường. Dù khó khăn đến mấy cũng không được để học sinh bỏ học. Trong công tác dạy học, các trường cần có kế hoạch dạy bù cho học sinh nhưng không được quá tải, gây áp lực cho học sinh. Sau trận lũ này, tỉnh cũng như ngành giáo dục Quảng Bình cần chủ động các phương án đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản cho cán bộ, giáo viên và học sinh, đồng thời chủ trọng kiên cố hóa trường lớp học, nhất là các trường ở vùng trũng thấp, vùng dễ xảy ra ngập lụt, để tránh thiệt hại nặng về cơ sở vật chất sau mỗi mùa mưa lũ ảnh hưởng tới công tác dạy và học. Dịp này, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã hỗ trợ ngành giáo dục Quảng Bình 200 triệu đồng. Các đơn vị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Công ty Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Trang An cũng đã trao những phần quà hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa đến ngành giáo dục Quảng Bình nhằm sớm khắc phục hậu quả, ổn định công tác dạy và học trên địa bàn. Chiều nay ngày 24 tháng 10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm các gia đình bị sạt lở trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Tại huyện Tuyên Hóa, mưa lũ đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Sau khi nước lũ rút, tình trạng sạt lở đất đã đe dọa hàng chục hộ dân thuộc các xã ven sông Danh như Thạch Hóa, Đức Hóa, Thuận Hóa buộc phải di rời khẩn cấp. Cụ thể, tại khu vực núi Ba Côn thuộc thôn Đàm Thủy 2 xã Thạch Hóa có 20 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu sống phía dưới chân núi bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị nứt đổ, đất tràn vào nhà. Ngay khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã khẩn cấp di rời 20 hộ dân nói trên đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân. Tại xã Đức Hóa, khu vực xóm Kim Trừng, thôn Đức Phú 1 có 8 hộ dân cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đêm 20 tháng 10, chính quyền địa phương cũng đã di rời khẩn cấp 15 hộ dân sống trong khu vực bị sạt lở thuộc thôn Thuần Tiến, xã Thuần Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tại những nơi đến thăm và kiểm tra, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ và động viên cả gia đình bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm thời cho bà con, hỗ trợ bà con di rời tài sản, ra soát các hộ dân sống ở những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, tạo quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất nhằm ổn định đời sống cho bà con. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng cả phương án để đối phó với bão số 8, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cần kiên quyết di rời những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Chiều nay ngày 24 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống cơn bão số 8 tại huyện Lệ Thủy và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.
đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của ngư dân xã Ngư Thủy Bắc trong công tác cứu hộ cứu nạn, đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các địa phương vùng thấp trũng bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, lưu ý sau khi nước lũ rút, các vị chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó chú trọng công tác đảm bảo đời sống cho người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Trước diễn biến của cơn bão số 8, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, không được chủ quan lơ là, vừa làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, đặc biệt là di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Tiếp đó, đồng chí Trần Thắng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 8 tại hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Danh. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, hiện nay toàn tỉnh có 6.564 phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng trực để phối hợp triển khai công tác phòng chống bão số 8 và sau đó là bão số 9, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cũng như lực lượng cứu hộ cứu nạn khi mưa bão xảy ra. Đồng thời hướng dẫn các chủ phương tiện sắp xếp tàu thuyền tại cả khu neo đậu đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh va đập hư hỏng, đảm bảo an toàn phòng cháy. Hôm nay ngày 24 tháng 10, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho bà con vùng lũ tại huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch. Để kịp thời chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ, đồng chí Cao Văn Định đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các hộ dân gặp hoàn cảnh khó khăn tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết và 500.000 đồng tiền mặt giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, đồng chí Cao Văn Định cũng đã trực tiếp thăm hỏi động viên 4 hộ gia đình ở thôn Bồng Lai 2, xã Hương Trạch có người thiệt mạng trong khi đi rừng bị đất đá sạt lở vùi lấp. Đồng chí đã chia sẻ với những mất mát của các gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ chú đáo cho các gia đình trong việc mai táng các nạn nhân. Cũng trong sáng nay ngày 24 tháng 10, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cũng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các hộ gia đình ở tổ dân phố Côn Két, phường Quảng Thuận. Dịp này, đoàn đã đến thăm và trao tặng 70 suất quà cho người dân thôn Côn Két, phường Quảng Thuận gồm mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Chia sẻ những mất mát thiệt hại với các gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cũng yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó tập trung thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, với nghĩa tình đồng bào, khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã hưởng về nhân dân vùng lũ Quảng Bình với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Ngày 24 tháng 10, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ Quảng Bình. Tham dự buổi tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong chiều ngày 23 tháng 10 và ngày 24 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp nhận hỗ trợ từ 7 đơn vị gồm Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Siam Browser Việt Nam, Hội đồng Hương Quảng Bình tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Tập đoàn DSC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, Tổng Cục Thuế, Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng trị giá các mặt hàng và tiền mặt là hơn 2,8 tỷ đồng. Với tinh thần hướng về đồng bào vùng lũ, những ngày qua nhiều tổ chức đơn vị cá nhân trong và ngoài nước cũng đã kết nối vận động quyên góp trực tiếp trao tặng các mặt hàng thiết yếu và tiền mặt cho người dân bị thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh. Các đơn vị gồm Bảo Tiền Phong hỗ trợ 600 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã trao 500 triệu đồng và hai chiếc cano với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Trung ương đoàn cũng đã hỗ trợ hơn 180 triệu đồng để hỗ trợ người dân và các trường học khắc phục thiệt hại do mưa lũ và trao tặng hai chiếc xuồng máy trị giá 140 triệu đồng giúp các địa phương trong công tác cứu hộ cứu nạn. Trong đợt này, cả đơn vị doanh nghiệp và tập thể cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã chung tay san sẻ khó khăn với bà con vùng lũ trên địa bàn tỉnh. Những hành động kịp thời và thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trên cả nước, chung tay hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Qua ngày 23 tháng 10, đoàn công tác của Sở Y tế đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt tại trung tâm y tế và một số trạm y tế trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Qua kiểm tra thực tế tại địa bàn, đoàn yêu cầu các đơn vị y tế cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống một số bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ, các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, cử cán bộ bám sát các xã cùng với trạm y tế hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, tiến hành phun thuốc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh sau lũ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cũng vừa đi thăm và kiểm tra một số trường học ở huyện Lệ Thủy bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tại những nơi điểm kiểm tra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã chia sẻ với những khó khăn mà các trường học đang gặp phải, đồng thời đề nghị các trường học cần nhanh chóng khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra để sớm đón học sinh quay trở lại trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cần bố trí tạm thời một số địa điểm dạy học cho đội ngũ giáo viên và học sinh của các trường học bị thiệt hại nặng, đồng thời đề nghị lực lượng công an, quân sự hỗ trợ tối đa các trường học trong việc sửa chữa cơ sở vật chất và tổng dọn vệ sinh môi trường. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã trích từ nguồn ngân sách của sở để hỗ trợ một số trường học của huyện Lệ Thủy bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh đang tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt. Đặc biệt trong sáng nay, ngày 24 tháng 10, hơn 200 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 324 cũng đã có mặt tại Quảng Bình để hỗ trợ các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Hơn một tuần bị ngập sâu trong nước lũ, hầu hết các đồ dùng dạy học của các trường học ở các địa bàn xã Tân Ninh, An Ninh, huyện Quảng Ninh đã bị hư hỏng. Để giúp đỡ các nhà trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ, nhân viên hỗ trợ các nhà trường khắc phục hậu quả do lũ lụt. Dọn bây giờ là 4 ngày rồi, nhưng mà tình hình vẫn chưa ổn. Có bởi vì chỉ là cho nên các trò phải là phụ huynh đến dù rất là nhiều. Hiện tại thì đồ đoàn là không hết rồi. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hỗ trợ các trường học trên địa bàn huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 324 từ Nghệ An cũng đã cơ động đến hai huyện bị thiệt hại nặng là huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh để phối hợp hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Anh em trong đơn vị thì nhận thức rất là sâu sắc và thấy đây là một cái nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Và vì thế nên là sau khi quán triệt xong thì chúng tôi đã tổ chức một lực lượng theo đúng cái quy định quân số của quân khu và tổ chức thành hai cái đoàn. Và một đoàn chúng tôi trực tiếp vào huyện Quảng Ninh này để giúp cho đồng bào ở Quảng Ninh thì gồm 80 người. Và một đoàn sang hỗ trợ cho Lệ Thủy là 120 người. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vào đây thì được nhân dân rất là ủng hộ, nhiệt tình, tiếp đón. Sau đó thì chúng tôi nhận nhiệm vụ và hiệp đồng với huyện đội để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Thì trước mắt thì chúng tôi ưu tiên tập trung và thực hiện cho giải quyết các cái khu sinh hoạt tập trung trước, ưu tiên cho các nhà trường, rồi sau đó thì đến các cái công sở để bảo đảm cho sau đó thì sẽ tiến hành tới các cái gia đình chính sách để phụ giúp cho bà con hoàn thành khắc phục cái thiên tai để trở lại cuộc sống bình thường. Hiện tại đã có gần 800 cán bộ chiến sĩ cả đơn vị quân đội và trên 1.000 chiến sĩ dân quân tự vệ được điều động tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ lụt tại các địa phương trong tỉnh như tham gia sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường và xử lý nguồn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận hàng cứu trợ vẫn tiếp tục được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị thực hiện khẩn trương để kịp thời trao cho các hộ gia đình. Sáng nay ngày 24 tháng 10, các lực lượng chức năng của huyện Bố Trạch đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để tiến hành tìm kiếm 3 người dân bị mất tích tại khu vực rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trước đó, nhóm 4 người gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Văn Sáng là ba anh em ruột và Trần Văn Lý đều ở thôn Bồng Lai 2, xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch đi vào khu vực rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại đây, nhóm cỏ rừng lãng trai dưới chân một quả đồi để nghỉ.
Tuy nhiên, khoảng 6 ngày trở lại đây, xảy ra mưa lũ trên diện rộng, 4 người này đã mất liên lạc với gia đình. Sáng ngày 23 tháng 10, sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương cùng người dân đã tìm đến khu vực làng trại của 4 người này thì phát hiện quả đồi bị sạt lở. Sau quá trình đào bới tìm kiếm đã phát hiện thi thể của Nguyễn Văn Sơn bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Với sự nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đến chiều ngày 24 tháng 10, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy được 3 thi thể nạn nhân còn lại là Nguyễn Văn Hành, Trần Văn Lý và Nguyễn Văn Sáng để đưa về an táng theo phong tục của địa phương. Chiều nay ngày 24 tháng 10, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức lễ trao quà cho các sinh viên Lào có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, tuổi trẻ và đoàn thanh niên hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thường xuyên giao lưu, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động từ giáo dục truyền thống cách mạng đến tinh thần hữu nghị quốc tế, hỗ trợ trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Để tiếp thêm động lực, giúp các sinh viên Lào giảm bớt những khó khăn, có thêm chi phí trang trải việc học tập sinh hoạt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 100 suất quà, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho các bạn du học sinh Lào tại Quảng Bình, với tổng trị giá là 100 triệu đồng. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng Luật Miền Trung và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin báo khẩn cấp cơn bão số 8. Hồi 16 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây.